ជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្នុងเพจបន្ទីមានចៃរ៉ៃសខ្ញុំខ្ញុំសរសើរឌីថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងមកបន្តមេរៀនថ្នាក់ទី 5របស់យើងម្ដងទៀតផងដែរចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនជាការរំលឹកសូមឲ្យយើងបានយកសៀវភៅសរសេរសៀវភៅពុម្ពខ្មៅដៃឬក៏ប៊ិចដើម្បីនឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀនហើយមុននឹងយើងរៀនមេរៀនបន្តទៀត ដែលតជាមួយនឹងមេរៀនម្សិលមិញផងយើងនឹងរំលឹកមេរៀនជាមុនសិនចាអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងចំនួនប្រមាណពាក្យដែរសប្តាហ៍មុនអូណូមានសប្តាហ៍មុនទេម្សិលមិញចាចាអញ្ចឹងគឺយើងមាន 5 ពាក្យ yes 5 words អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពជាមួយនឹងពាក្យ Hi, ai lúc nãy bóng phô ôn, chia diêm an xạ lạ bóng. Ok, biệt tí bí. Biệt tí bấy. Biệt tí buôn. ហើយនឹងពាក្យចុងក្រោយចាឥឡូវនេះយើងនឹងរំលឹកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាមិញយើងទាំងអស់គ្នាបានអានបាននិយាយនឹងត្រឹមត្រូវឬក៏អត់អូខេឥឡូវរំលឹកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Fish. Yes. Jam. Ice cream. Honey. Garlic. Okay. Chẳng dân chăm bia tặng ốc này hay. Ở lời dân mà rùm lực nông ca. First spelling mà đón. Prakop. Okay. Tạ dân prakop fish. Chúng mùi nâng nhóm tặng ốc này. Okay. Fish spell. Okay. I spell. Màu bì pate. Màu bì kinh lãnh để dân công phong tè mơ mắt. Chà fish dân miên là xó. F, okay. I, S, hai nâng, H, okay. Yên an tha, fish, okay, good. À lớp bìa bật tọa phò yên cứ, garlic, okay, garlic yên miên, okay, G, A, R L I and C Yang an tha garlic okay yes okay piet btoap pa yeung ku som ai lok neak bong pon spell honey okay ta yeung chap dam H O N E Y Okay Honey Yes Okay Chẳng bị bật tập tiết Chẳng nhóm xôm ai Chẳng từng ở khía spell Bịa tha Chẳng bàn bay bịa ấy Chẳng ở lần này chẳng sao bịa tiết Chẳng sao bịa ấy kê kê đấy Chà Chẳng spell bịa ice cream Okay, ta yung spell tặng ốc này. I C E C R E
bị dùng à sao dùng cái em ok dùng ăn thế ice cream yes ok chẳng bia dùng miền ban dùng ban bia fish garlic honey ice cream hay nâng bia trong cái phải dùng cứ ai kê đấy nãy kê ai tiệt trời bia trong cái phải dùng cứ dùng miền spell được chế hình ăn tha jam ok ta dừng ăn từng ở khía fish garlic honey ice cream jam ok so you have to remember these five words. Because later we're gonna use these five words in the next lesson, okay? Trâu ca chăm pịa tàng pram ní phù tích tiết mê riêng bà to tiết dương nâng nơi tè prao pịa nâng, okay? Chẳng nhông nâng lục pịa nâng cháo. Okay, chẳng xong bạc sẽ phơi từng ốc nía nữ ạ xa đi tùm bò tí bạm bầy sẽ phơi dưỡng dưỡng đừng chô đo là ạ xa đi tùm bò tí bạm bầy okay. Chẳng dưỡng mơ từng ốc nía. Ok, chẳng ạ sát đi phơi dưỡng. Conversation. Ok, conversation. Ok, conversation. Tìm mùi. Listen to your teacher and repeat. Okay, so conversation những bộ bài thế ca sân tình nìa. Okay, chẳng listen to your teacher and repeat. Chẳng miền này thế listen cứ dừng đáp. Okay, teacher yeah, kru chẳng đáp kru rồi bỏ nè hãy repeat tha tam. Okay, chúng từ bốn cứ dùng từ cả đáp ok chúng dùng năng an nó không dịp hơi đi ai lúc nè bằng phôn đáp sẵn ok hello ở vậy thì dùng từ phớ cứ còn tại đáp ok chúng conversation phải dùng cứ miền Miss Linda hay năng Ratha ok chúng dùng năng chấp đám please listen to me ok. Miss Linda, can I help you? Ratha, yes. I want to buy 3 fishes, please. Okay. Miss Linda again. What else do you want? Ratha, I want garlic, please. Okay. Miss Linda, here you are. Ratha, thank you. Miss Linda, anything else? Ratha, no thanks. Okay, chẳng conversation mùi ní, ca xanh tình yêu mùi ní cứ rồi viên nẹ lúa đã chú mô thá
Linda hay nâng nè tính chú mô thá rật thả cứ gọt miên cá tình lụa đồ chú mùi khỉa. Ok, chẳng xôm đập mà đoàn tiết môn nâng dương thả tạm. Ok, chẳng dương đập sân. Ok, chẳng nhóm an tâu bà đòi. Miss Linda, can I help you? Ratha, yes, I want to buy 3 fishes, please. Miss Linda, what else do you want? Ratha, I want garlic, please. Miss Linda, here you are. Ratha, thank you. Miss Linda, anything else? Ratha, no thanks. Okay, chẳng, dân bạn đáp ca xong tình yêu mùi ni hai. À lời ni, xong ai lục nhạc bông phổn, đáp hai, tha tạm. Bạn tay nhóm nâng sơ xê đặt nơi lời kết đá khiến. Đồng bây ai dân ai mơ bàn đáy nơi conversation bị prua. Nhóm đăng tha dân ở toàn miên sự phơ cực cực khỉa. Ok, chẳng dân nâng sơ xê chôl. Được không có đặt hình phòi dường. Và xin chìa lúc nè bông phôn miến sư phơ nơi tế khuôn ánh. Cô ai sơ xê chô sư phơ sơ xê rồi bỏ dường bàn đài. Đồng bây giờ dường viên ca hạt sơ xê phía xa ân lê ở căn tài bàn lọ. Ok. Ok, chẳng để xa tại nhóm sơ xe riêng khách kháng kráo. Anh ít đo kháng kráo. Tại lúc đẹp bóng phô nơi tại ách mơ khơi bán. Ok, chẳng nhóm nâng sơ xe conversation rồi bỏ dưỡng chủ.
Okay. We're finished with our conversation writing. So, here we have two persons in this conversation. So we have Miss Linda and Ratha. Miss Linda is she's a seller. Chăng Kanya Linda គាត់ គឺ ជា អ្នក លក់ Hi Ratha buyer គាត់ គឺ ជា អ្នក ទិញ ឬ ក៏ យើង អាច ហៅ ថា customer អតិថិជន Okay អញ្ចឹង យើង មាន តួ អង្គ ចំនួន 2 អ្នក ឥឡូវ នេះ សូម ថា តាម ហើយ សូម ស្ដាប់ បន្តមក ថា តាម ខ្ញុំ Okay អញ្ចឹង Miss Linda Can I help you? Okay. Can I help you? Ratha? Ratha, nghe em đóng. Yes. I want to buy 3 fishes, please. Okay, one more time. Yes. I want to buy 3 fishes, please. Okay. Miss Linda again. What else do you want? What else do you want? Okay, now Ratha, I want garlic, please. Okay, lời dân tha tam tầng ớ. I want garlic, please. Okay, now Miss Linda, here you are. Okay, Ratha. Thank you. Thank you. Okay. Miss Linda, anything else? Anything else? Chung krai Ratha. No thanks. Okay. Chung một tích tiết. Nhôm nâng miên ca. Bọ parai chun. Bọn ta lời ní. Dương nâng miên. Ca sân tình nghĩa nhóm nâng chơi lục kru mình nè quạt nâng lạng móc đồng bây nâng xâm đánh tùa ấn rạch thà hai niên khiếm cứ Miss Linda Miss Linda cứ chia nè ấy kế yes nè lụa đẹp hết xa hằng lễ dân hào thá seller ok hay rạch thá gọt cứ chia nè tính rư gọt thể tự chốn đẹp hết xa hằng lễ dân hào thá buyer or customer okay now we will invite teacher Suthiani okay so teacher Suthiani will act as Ratha and I will do Miss Linda okay now please watch the conversation together and you can practice at home also Can I help you? Yes. I want to buy 3 fishes, please. What else do you want? I want garlic, please. Here you are. Thank you. Okay. So, he wants garlic. We have a picture of garlic. So, we act like we're selling, okay? Okay. One more time. We have the word here. Fish, okay, fish and garlic. Okay, so again, we will do it again, okay. Can I help you? Yes, I want to buy 3 fishes, please. Okay, fish. Okay, what else do you want? I want garlic, please. Here you go. Okay, here you are. Thank you. Anything else? No, thanks. Okay, thank you so much, teacher Tini. Thank you.
Okay, so we have, see, we already reviewed the five words. So in this conversation, you can see two words. Okay, we have fish and garlic. Okay, so this conversation, it's just like in a store or at the market. So Miss Linda is a seller and Ratha is a buyer. So Ratha, he wants three fishes. Okay, one fish, only this fish. But if more, like two or three and more, you add ES, so fishes, okay? Okay, now we'll try to help you understand the conversation through translating, okay? So Miss Linda, she said, "Can I help you?" Chẳng bớt xin chị dân tư hàng tùm nên nam muối để miên nạ lụa kê rù rì rạ tạng chẳng kê nâng ai xua tha. Ok, miên ai để nhóm chuối bán. Ok, để phía sau ăn lễ. Can I help you? Yes, but rưu có chá. I want to buy three fishes, please. Ok, nhóm chọn tính trái bảy cái bao. Anh chẳng biết please nì cứ chỉ biết polite, cứ chỉ biết cool some. Đại dương pra, đại phía xa ông lê kê trừ dương pra, đại dương hào tha manner, cứ biết cool some phỏ dương. Anh chẳng cứ dương pra, tên tại pra please, xôm. Anh chẳng, đôi chôm dương tập xa chẳng, y xôm tinh. Tinh anh chẳng tơ dân pra biệt xôm biệt cú xăm. Anh ấy đôi khi nha đại chẳng bát nhóm xôm tinh trái bầy cơ bàl. Ok, dân pra biệt xôm. Ok, what else do you want? Chẳng what else? Ta nè trong bàn ấy tham tiệt ọt. Ok, chẳng rất thá có trái. I want garlic please. Chẳng dân khinh biệt please tiệt này. Chẳng cứ ảnh ấn dân chám biệt cô xong phó kê. Ok, chẳng nhóm chọn bán ấy kèm đón garlic dân pra hai hai. Dân riêng hai hai ktum, yes. Nhóm chọn bán ktum. Ok, here you are. Chẳng cứ bên này tha nè. Chẳng cứ kê bộ cô lao rồi bỏ nâng. Ok, thank you. Okon. Okay. Anything else? Mean ai tiệt art? Chẳng tình ai tiệt. Chẳng ngăn nè. Okay. No thanks. Bad at the okon chiran. Okay. Chẳng. Nước khăn ông ni phong đáy. Nhưng chẳng dân khơi anh bia cua xăm. Chẳng dân ủ tỏ hát đôi nì. Rất thá. Quạt chỉ nẹ tình. Mình bần tay quạt nì dây bia. Thank you, Okon. Tụi bay chị anh chẳng dân, tụi bay chị dân từ tinh đồng nên nộp xa ấy, ưu thơ nè lụa ấy kê ai dân hết. Dân Okon, mên ta dân nè tinh, dân từ dân ai lôi kê, bạch Okon của bạn đây. Bạn ta anh đang cứ chỉ ca bằng hàng, chờ rực là cả nạ rồi bỏ dân, à ta chờ rực bỏ dân. Chỉ cả cụ xóm cứ dân ở con này lụa đã kê bán lụa ở dương. Mà kê ở lụa tê dân ở đây nhằm. Ok, chẳng dân ai phê dân tơ xa đào xa bò rửa tê nâu khăn kào bà tê. Dân bảo bịa tầng ở này bàn. Ok, please phê dân chăng tinh ấy. Rồi có phê nè lụa ấy ở dân hai dân thank you. Ok, chả chẳng dân bà bần nắng dân đang miên video bà to tiết conversation dân. Dân đang miên dân tụi mơ chùm nói tiếp bi phò dân practice with your partner. Ok, hát chùm mối nâng đại cụ. Chân khăn ní cư dân miên bẹp lùm hạt. Ok, so you can practice with your partner at home. If you have a friend, if you have brothers or sister, or your maybe your mom is, she's learning English also. You can practice with you, your children, okay?
So you can ask them to ask your partner. Okay? So now I will erase some of these. Okay, so in your book, they have a blank space for you to fill up. Chẳng nó không sắp hơi dân, kê miên chân lo. Cảm lại bây ở dân bông bình, cảm lại chân nói tí pi. Chân nói tí pi hơi dân cứ... Practice with your partner. Okay, partner. Yang đang hai đại cụ practice cái đại. Chà, anu what rồi có hạt. Chẳng yang ai bỏ bài bàn thế. Hạt chỉ mùi. Đại cụ rồi bỏ lúc nè. Okay, so chùm nói tí pi phò yang. Xong tha tam nhóm từng ác riêng, practice. Sorry, I forgot E. Okay. Practice with, oh, again. Okay, your here. Your partner. Okay, again. Practice with your partner. Okay, chẳng hát chữ mũi. Đại cụ rồi bỏ lúc nè. Ok, chẳng dân nâng bông pinh. Dân nâng bông pinh. Chỉ mùi nâng khỉa. Ok. So, lúc nè bông pinh ai pra sử phâu ní bà xin gì dân miến á. Dân pra khám ạc đai tớ đồng bây nâng bông pinh à nâng tầng ạc khỉa. Ok, chẳng dân nâng thơ ca hạt chỉ mùi đại cụ dân. Hay nâng dân ai phơ chìa lùm hát dân nâng bông pinh tình ọc nìa. Chẳng dân mơ nơi khăn ông sư phâu rồi bòi dân mến. Can I help? Cái lại này cứ dân khua tạ đại kế. Help. Are you with they? He, she, it. Help. Ok, khăn ông bà dô phò dân, khăn ông conversation dân. Help you. Okay. Yes, I want to buy. Buy what? Buy honey, ice cream, jam. Yeah, fish. Okay, how many fish? Three. Chẳng đôi đầy nhóm prap hai. Bỏ xin chìa fish. Lớp bì bì lăng tới dân hào. Dân ai đã A-E-S, fishes. Okay, chân dân bông pin cái lãnh nha tiết. Okay, cái lãnh Miss Linda. Anything. Cái lãnh này cứ bông pin cái đấy. Else. Okay. Okay. Chân cái, bông pin chân cái. No. Thanks. Yes. Okay, now, dương nâng an cho mùi khí nha mà đoàn tiệt. Môn nâng dương, cho tơ chùm nội bần tò tiệt, okay? Can I help you? Yes, I want to buy 3 fishes, please. What else do you want? I want garlic, please. Here you are. Thank you. Anything else? No, thanks. Okay. Chẳng dân nâng chôm chung nọc bằng tọp tiệt. Bởi xưa dân miên sắp hơi xong bác sắp hơi tương ác nế. Dân nâng chôm chung nọc e-writing. Okay, dân ở lời ní dân cứ tọp bị dân riêng conversation và dân
dương nâng miên cá phơ lồng hạt bần tích bần tuôi chùm mùi nâng khỉa. Okay, so chấm nói y được bỏ dớn cứ writing. Okay, chấm được không nè? Kể đã thả write the missing words in your notebook. Chấm lúc này bằng phôn ai sơ sơ bơ sân chia nâng chia cam mật sơ bơi yên sơ pơ pơ yên yên anh sơ sơ chô tơ krong sơ pơ yên kô bán phân tay bơ sân chia yên chăng miên ca hát sơ sơ yên miên sơ pơ sơ sơ bơ yên yên anh sơ sơ viết đã chô sơ pơ sơ sơ bơ yên bàn. Ok chân yên yên bia bơ yên đại yên miên nơ krong ní cư yên miên bia fish. Garlic, honey, cells. Hai bia chung cái cứ shops. Ok, chứ ở vậy để kê chung bán cứ ai lúc nè bông ổn vô bia pram bia ní dân ăn được ngọt nè sân. Fish, garlic, honey, cells, shops. Okay, lấy dân ăn từng ăn kia. 1, 2, 3. Fish, garlic, honey, cells, shops. Okay, dân bịa thay mày phải dân bịa dân đại diện pram bị mê diện tìm muối cứ dân miền ice cream hay nung jam. Bạn thấy nó không ní. Mẹ riêng phải dân cơ dân miền sales, lúa hay năng shops, hàng. Ok. Chân, anh ấy cứ converse chim Linda tờ đá cả nhà. Linda. No, cả nhà ấy còn miền, không ní còn miền phật đầy hay ấy cái lột sợi. Chà, rồi có năng ngày dân pra biệt lột sợi xâm rạp nẹ đầy miền phật đầy hay. Ok. Chân dân, dân năng chấp ra một bình từng ọc nế. Chúng dân miền nông ní kì đã thả Miss Linda. Ok. And her husband are sellers. Okay, they sell many things in their different shops. Chẳng ưu tờ hoa phá kê tìm mùi. They sell many things in their different okay chúng nhóm đang pra phật có hóm lịch muối shops. Okay chúng ở đây đại dân trâu bẩm pin tìm muối cứ shops hàng dân vô biển đi mà bẩm pin nền nền chúng dân ban bổng pinh rồi royal shops mùi hái dân ai. Ok lấy đập bay chùm nám dân chốt vì cháo. Ok vậy thì dân ta đâu bổng pinh một tòa tiết. She sells she sells
Ok, chúng nói tí pí. Ok. Chúng dừng đã cho lót sân. And hai lịch bấy. Ok. Her husband okay, lịch 4. Ice cream. Okay, lịch 5. And jam. Okay, chẳng cứ pram mục đại quạt phụ quạt từng ngó khnề nâng lụa. Okay, chẳng dương miên shops mùi hái dương ban bùng bính. Okay, chẳng Miss Linda and her husband are sellers. Chẳng Linda hay nâng ở đây được bỏ quát cứ chia nẹ lụa. They sell many things in their different shops. Bộ kế lụa với chị chán nơi khnông hàng xinh xinh phá kê. Bộ gọt miên pi hàng. Gọt pi nẹ ở đây bộ bốn miên hàng nẹ mùi. Ok. She sells. Ok. Chẳng dương cô bổng pinh như kì. She sells fish, garlic, honey or sells. Chẳng cột lụa ấy kê đá, Miss Linda, cột lụa. Ok, bắt đầu bì. Cột lụa, cứ cột lụa. Nhưng mà rụp hiếp nấu khăn nông bán đài. Ok. Chẳng cột lụa, fish, ok. Chẳng dân chốt fish cháo, mùi tiết. Hai nâng ấy kê. Hai nâng garlic. Ok, chẳng bắt đầy được bỏ quát lụa. Bây mục tiết cứ bắt đầy được bỏ quát lụa. Miên ice cream. Hai nâng jam. Ok, hai tí pram. Nhưng phải đặt chân lo. Ok, chẳng dừng miên ice cream cho chót hai nâng jam. Ok, chẳng cái lãnh tì buôn lệch buôn dừng cô bùng pinh ấy kì. Đây được bỏ quát. Honey sells. Rồi có ấy. Ok, chẳng cái dừng sau tập pi pi tế dừng đá. Tháp, đây được bỏ quát. Lua, ok. Her husband sells ice cream, honey, okay, and jam. Hai nâng, đầm nạp, okay. Chân, cứ vậy để dân trâu bùng pinh. Shops, fish, garlic, sells honey and jam, okay. Chân ca bùng pinh được bao dân. Writing rồi bỏ dưỡng cứ chập và bình nắng hay ní cứ vầy để trâm trớ để dưỡng trớ cua bổng pinh nó không chẳng lọ nâng. Ok. Bình tái dân nâng miến chung krai bổng o. Dân ách mơ nơi cả lãnh chung krai bổng o. Nhưng chân bình vô bình tích. Ok. Chẳng nơi chung cài bằng ác kê đã thay remember. Chẳng lúc này bóng ôn nơi khơi anh kể là anh rụt được highlight. Đập highlight kê á kê đã thay remember. Ok.
Chừng. Mean fish, garlic, honey, ice cream, jam. What does he or she sell in his or her shop? Chừng dân chùm lại được bỏ. Kế cư miên. He or she sells, okay, fish, garlic, honey, ice cream hay nâng jam. Chừng. Bà xin chia. Dân pra chia bà dốt. Chừng dân pra là nấy do. Does. Okay, chừng do. Dân pra chia mùi nâng subject bà dân. Ok, chẳng, dân khơi kể đạc lại nế, chia sầm nua, what does, ok, what, hai tập máu, anh đi máu, does, chẳng, rùa, dân prai cho mùi nâng subject, he rồi có she, hai tập máu, ok, bạn đã thả, sell in his shop, chẳng bà xin chia, subject cơ bật thiên bò dân ní cư he rư gò she rư khăn nông mê riêng dân cư dân trâu pra does bật tay bò bật thiên dân đôi nơ khăn khăn nế dân pra tha dân cu pra do ok chân cư trâu chăm mùi tiết bật xanh chia chùm lai nì kì lại ní kì ai chăm he she ok bật xanh chì dân chá lai bật dốt nô bật thiên bò dân he rư gò she he rư gò she chân dân tham cả lại sells ok he sells she sells ok chân chùm lại phở dân cư dân trời trình nắm sells ok đời xa tay bà thiên phở dân he hay nâng she chân sell phở dân cư dân trời time s chăng nhom ở trong vên chngai tới lơ vây có bên tai lơ ni dương dương chăng ới vô đăng bần tịch bần tuột pi vây có bà đà bần đăng ảnh chăng cứ ở vây đà lông nè bông ôn cua chùm nằm ok chăng samrap me rien phơ jeung unit 1 selling food cứ jeung ban chap trâm nâng ảnh hai samrap video bọt tiếp jeung nâng chô tới đó unit 2 ok chăng samrap ka rien nơ pte lông nè bông ôn bọt pi mơ ka chạ live video phơ jeung ai chô tới mơ sa chi thmey mđong tiếp rụi hai ai sơ sê nơ vây đal jeung ban bông rien jeung ai chọt scope hai bông rien hai hat anuvat chi muay nâng nè đal nơ chật jeung អរគុណ ច្រើន ជា ពិសេស លោក គ្រូ អ្នក គ្រូ ដែល បង្រៀន អ្នក ទី 4 ទី 5 និង ទី 6 ហើយ នឹង សិស្សានុ សិស្ស ដែល គាត់ កំពុង តែ រៀន អ្នក ទី 4 ទី 5 ទី 6 សម្រាប់ វីដេអូ មួយ នេះ ដែល យើង កំពុង តែ ចាក់ ផ្សាយ នៅ លើ page បន្ទា មាន Jay Arise ផង យើង គឺ មាន អត្ថ ប្រយោជន៍ មែន ទេ ចា អញ្ចឹង ជួប គ្នា នៅ មេរៀន បន្ត ទៀត អរគុណ ច្រើន ជម្រាប លា